thương trầm thâu đến diêu cung. Thành tâm khẩn nguyện đức mẫu từ, trên khói hương này xin mẫu ngự chứng minh con trẻ tất lòng thành. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng chân kinh. Kính lạy Phật từ bi cụ thế đem đạo lành phổ tế chúng sanh. Luân hồi khổ não triền miên mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm. Kính lại pháp nguồn ân chưa trả, nẻo quang minh mô tả rõ ràng. Vì đời lắm kẻ lầm than, nên thuyền bát nhã sẵn sàng đợi đưa. Kính lại tăng là người chỉ cả thay thế tôn hoằng quá đạo màu. Vô minh nên mới lo âu, rồi đường cứu khổ vẫn nghi đường chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ cầu hoàng mẫu cứu độ chúng sinh. Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh. Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh. Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh. Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh. Dân đuốc thiên thành tâm cánh màu, ngọn linh đăng soi thấu mười phương. Điện quang tỏ ánh chiêu dương, cầu xin từ màu Tây Phương chính đàn. Mẹ giang thế độ an non nước, điển quyền linh ban phước giảng dân. Nguồn thương sầu đồng bấn khoăn, nhìn đăng ý lòng tướng mẹ gần bên con. Tịnh thiên tây quyền diệu ứng linh, bút cơ mẹ thảo tâm kinh. Lời châu ghép lại tâm tình mẫu thương. Nhìn biển ca trùng dương nước biết, nghe tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau.
mẹ trong từng lượng sống nào bao nhiêu sống y lượng nghẹn ngào bấy cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ quá mẹ sanh khai quán độ khắp nơi núi sông vũ trụ đất trời chính lý do hoàng mẫu tạo đời an con trẻ nguyện sớm chiều tu học ngày lẫn đêm lo kiểm hạnh con dân đăng mẹ chứng lòng son vạn dân bá tánh nước non thanh bình ngày kỷ niệm trăng mười thập bát gió đông về ngào ngát nguồn thương chốn trần kẻ dài dân hương thành cầu từ mẫu tây phương chính đàn dân chén hương lời vàng cung kính tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh từ tôn lời cầu giọng thấu cung tim nơi tây dương mẫu diệu quyền chứng minh mẹ thương con thâm tình muôn thuở đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi gắn tu thó tục xa đời quê tiên chốn cũ là nơi trở về nhìn quang cảnh sơn khê non nước cõi giới ba hưởng phước mẹ ban chính do hoàng mẫu thánh y an độ cho sinh y chúng y một đàn chánh tu làng khói bạc ngút mồ bay tỏ tâm hương thành hiện rõ diêu cung đại hương mẹ ngự không trông thức tâm y kẻ thế soi chung gương hiền tam nhật mậu có xiên bái mậu tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương con quỳ dâng nén tâm hương lại mẹ phủ đức thập phương an lành nhìn làng khói trầm hương bay tỏ nhớ mẹ hiền lệ nhỏ dòng châu đàn con tha thiết nguyện cầu mẫu từ phủ điển nhiệm màu chứng nghi minh chúa
bốn trần miền cung nghinh đại lễ kỷ niệm ngày giáng thế từ tôn. Thượng tầng mẹ phủ càng khôn chiến khai quần đạo pháp ma môn hành từ. Đọc kinh mẫu lòng như sao xuyên, gửi tâm thầm thầm viên mẫu thân. Chuông chùa vang tiếng xa ngân, chánh lòng con kẻ tuôn dòng lễ xa. Khói hương trầm thi tha theo gió, án mây lành hiện rõ quyền di. Con nguyện kiếp kiếp tu trì nương về theo bóng từ bi màu hoàng. Cầu lĩnh mẹ chỉnh an đoan nước, điển mẫu từ ban phước chúng sinh. Trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí huệ phúc lành mẹ ban. Tầm chánh ni giác đạo vàng rực rỡ, hạt bồ đề nảy nở rừng cây. Am tiền nói nghiệp than mây điện thiên, mẹ chân nhật nay kinh đàn. Quá tươi thắm kính nghi dân từ mẫu, gió hương lành nhẹ thổi mười phương. Dập đầu lại mẹ xót thương, chứng lòng con trẻ cúng dường dân qua. Lời gian cầu thiết thái quang, chốn dương trần tở an phù dân. Chúng sinh đi đau khổ vô ngần, thành tâm đi lại mẹ gọi lần tối xưa. Ngày kỷ màu sớm trưa bay màu, tiếng chân thành giọng thâu diêu cung. Gánh tu nội chi ba tùng, bồ đề hành y nguyện thơm chung hương lành. Điện quyền linh y phủ quanh y bao khắp, mà nhớ mẫu hiền con chắp tay cầu. Lại mẹ đổ hết năm châu, cầu xin y sanh y chúng sớm hầu diệt cung. Mm-hmm.
người dưới thế hiếu trung trọn giờ. Họ khi lòng qua mẫu tử tương phòng, hương lành thơm ngát lạ lòng bồ đề rõ nở tại cung diêu trì. Quá thơm ngát con quỳ dâng lệ, lại mẫu thương gian thế chứng minh. Tai ngà dân y đó qua xin thỉnh cầu mẹ giáng điện linh chứng đàn. Quả tươi xanh tâm thầm cung kính, tiếng trẻ cờ nguyện thành từ tôn. Điện linh phụ khắp càng khôn, triển khai đại đạo tiếng đồn vang xa. Tụng kinh mẫu gia gia an ổn, mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai. Lời châu ghi lại trần ai, là do huyết mạch phi tài từ tôn. Quái linh y mẫu bao gồm dấu trầu, dưỡng nuôi con ấp bơ thủ điển thiên. Phước tài lộc thọ triền miên, dân lành nước thành nhà yên thanh bình. Mẫu trì kinh địa màu, chúng sinh đều xấu đòi nhàn thanh. Mùa màng xuân tốt tươi xanh, quả quả thơm ngát hương lành từ bi. Bẻ khắc ghi sanh sự kỷ niệm ngày mẹ ngự không trung. Dập đầu bái tạ dương cung, độ an sanh chúng tao vùng long hoa. Kính lại mẫu thiết tha lời trẻ, dân quả tươi thỉnh mẹ chứng tri. Dập đầu lại đức diêu trì, điển linh mẹ phụ cứu huy dân lành. Cung tình dân thủy thành đàn con trẻ quỳ xin mẹ chứng, độ dân nghỉ lành bền
vững tâm tu. Sơn khê rào bước nhau du vào nơi biển thanh rừng nhu tu hiền. Giới thị tôm kiện thiền vọng bay, điển mẫu từ phù rải khắp nơi. Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời, ngữ nơi thượng cõi ban lời ngọc châu. Mẹ truyền pháp nhiệm màu phản chiếu, cứu đàn con tận yêu tận trung. Nguồn thương mẹ phụ ngàn trùng, suối lòng ngào ngạt bán chung con lầm. Chính mẹ tạo non sông tươi thắm, biển sông sâu thăm thầm trùng khơi. Hoằng khai đại đạo khắp nơi, kể từ vô thị đến đời hậu thiên. Tâm kinh mẫu lời khuyên lai lan, điển huyền linh tỏ sáng mười phương. Tài dân bát ngọc trà hương, thành tâm y lại mẹ xót thương chứng y đàn. Nam mô vô thượng hư không địa mẫu dưỡng sinh bảo mạng chân kinh. Kính thưa quý linh tử, vừa rồi chúng ta đã trình lễ lục cúng. Giờ đây quý vị hướng về tôn tượng diêu trì Phật mẫu, thành tâm tụng kinh địa mẫu chân kinh. Phổ hương trung nơi quyện thành cô, tình thêm tay miêu cổ ứng linh. Thượng tầng tỏ ánh quang minh, chim loan mẫu ngữ truyền kinh sanh đời. Kim ngôn mẹ đây lời mạch quyết, đức từ tôn tha thiết khuyên con. Hiếu trùng giữ vẹn cho tròn, mẹ hiền phú điện bảo toàn chúng sanh. Nhật mẫu thành tâm y kính mẫu, tâm lòng son dòng y thấu diêu cung. Gia gia xâm y hợp trồng phòng, dân ngàn quốc thôi hưởng chung thanh bình. Mùa màng được tươi xinh y sung túc, mẹ độ con từng phút từng giây. Núi sông vũ trụ đó đây, chính do hoàng mẫu dựng gầy tạo nên.
tâm chân kinh mẹ tỏ lời châu. Quần khai đại đạo nhiệm màu, quá xanh đi bốn biển năm châu tươi nhuận. Phật mẫu ngữ thượng tình độ thế, điển chân linh phước huệ rải ban. Tâm kinh ni mẫu dạy rõ ràng, con lầm hiếu thảo đàn tràng cung ngân. Phước lộc thọ hiển vinh do màu, trọn đủ thời kỳ màu hằng niên. Dân nghi an nước thành nhà yên, lời châu mẫu dạy gánh chuyên tu cày. Thơ ngâm diệu quyền di cơ bút, mẹ chuyện kinh dưỡng dục chúng sinh. Xưa vua bàn cổ phong danh, diêu trì Phật mẫu hóa sanh muôn loài. Chân linh mẫu xét soi vũ trụ, điện âm dương kết tổ âm nhi. Thượng tầng mẫu ngữ phương phi, phân ra thiên địa trị vì chúng sanh. Địa mẫu truyền chân kinh ý tâm quyết, khi âm dương hiệp hội cùng nhau. Mưa hòa gió thuận tươi màu, quá xanh nhân loại ngạc ngào chân thân. Lời châu mẹ dạy quyền linh hoàng tiên xá tội hiển vinh thanh nhàn. Cầu linh mẹ bảo toàn sinh chung, độ nhân sinh giữ đúng hành tiên. Từ đây thiên địa phân riêng, âm dương chân khí linh nguyên chẳng trời. Nhật nguyệt tinh phương trời sáng tòa, mấy quyền diễn rõ thần thông. Mẹ phân nam bắc tây đông, bốn phương tám hướng bao vòng càng khôn. Điện thiên mẹ bảo toàn vinh cầu, chôn trung ương mẹ thủ địa châu. Linh ni hoàng chiếu sáng nhiệm màu thiên
màu. Tài cao mình sáng ngư tạo quyền di. Thiên lùng địa á diệu cây, trí âm phối hợp phục quý diệu đài. Thiên địa lập âm y lai dương thư, khi thần giáo dành giữ điển linh. Khi trời do tạo quá sinh, pháp lưng thường chuyển siêu hình căn nguyên. Chính mẹ tạo tôi hiền thánh chúa, điển linh y chân chân tâm y tâm thâm. Chẳng ngần quá quá xinh xinh, thiên can thường chuyển dần hành địa chi. Thần giới khi tụ về thai thân, mẹ cô mang canh ni canh thập niên. Tình thâm y mẫu tử thiên liên, mười thô đúng y nhật chia riêng què hào. Ba trăm bốn tẻ ra các hào, trong bát nghi quay phân vào tam hương. Tam nghi quả do mỗi hương định ra, sáu hào một quẻ đó là ba trăm tam bốn tẻ ra các hào. Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng, thập niên trường chuyển dụng thánh thai. Minh quân xuất thế trần ai, sáu vị thiên tử phi tài quyền quan. Hoàng con trưởng ơi, đến địa hoàng mẹ thượng thứ hai. Nhân hoàng tam đệ thiên tài, còn ba vị nữa phân rài sau đây. Vua phục ngày hay biên qua, bát quái phân phát quả hiển linh. Chỉ rành tam hương thanh thanh, âm dương vũ trụ quang minh phân bài. Vua thần năm phi tài ngũ cốc, sắc lệnh gieo châu ngọc khắp nơi. Đó là hạt giống của trời, sanh ra lúa gạo giúp đời an khương. Vua yên tạo ban y phục, đem ấm y no hạnh phúc vạn dân. Lưu truyền cơm áo chôn trần, để cho người thế thân tâm
vũ trụ do mẫu hoàng sức phát nghi mẫu tạo ra Bồ Tát thần tiên. Thượng tầng bao phủ điện thiên chẳng rời xa khỏi mẫu hiền dưỡng sanh. Nhìn biển cả trời thanh như nước biếc, khắp mi bốn mùa tám tiết trở xây. Gió ngàn có lượng tầng mây, quá xanh y nhân loại cỏ cây thu cầm. Có ngủ bóng trầm ngăn trời, khắp mi muôn nước từ màu dương xanh. Các đời dương đế đại dâm, từ trong thân y mẫu trưởng thành mà ra. Danh lam có năm tòa thắng cảnh, chốn lâm sơn tiết lạnh sương rơi. Có cây cổ thụ sống đời, sắc dân trăm họ do nơi mẫu hoàng. Năm giống y lúa tươi xanh y dung dường, sao thứ gạo dành thưởng nhân sinh. Nhân dân no ấm hiển vinh, sống nhờ điển mẹ quyền linh phù đầy. Khi lìa thế gọi thay thân màu, sự hoa xanh dời đôi vô thường. Thân mẹ là chỗ giữa nương, từ tôn địa mẫu nguồn thương ngập tràn. Nào châu quận thôn làng tình quyền, kìa lâu đài cung điện uy nga. Am chùa quan xa lập ra, hiện thần tiên thánh y mẹ đà thưởng phân. Phật nghi đất kim thân do màu, có trăng nghi châu bù ngọc đó đây. Thiếu chi kẻ ước việc này, lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành. Lõi kim khi bạc vàng quy bao, tất cả do mẫu tạo xuất nghi ra. Dương hầu giảng quốc nghi gia gia, cũng do lệnh nghi mẹ ban ra tôn sùng. Người dưới thế điển quyền linh ý sao trước mẹ ban, dân ngàn quốc thời thanh ni nhàn, để dưỡng cùng cảnh y mẫu hoàng từ tôn. Nước nào bị dập dồn chinh chiến, cũng do nơi mẫu chuyển
vậy ai nào biết đến danh quyền linh quang điển mẹ dành đó đây. Có tạo thành lãnh the lụa dài cùng quả cây hoa rau cải trái cây, nào là chua ngọt nghi đắng cay lúa ăn thuốc uống rừng cây ai tường. Hành ớt hẻ gần đường tiêu tội khắp nhân sinh nay cõi bệnh đau. Hoa xanh ni linh dược nhiệm màu cao lương mỹ vậy thiếu đâu vật nào. Lại có dâm chanh dầu tương ớt suối nào bằng nguồn suối tình thương. Mẹ ban trăm vạn mùi hương lao tâm mi tổng quyết dạng trường vì con. Công lao mẹ bút son khó tả tình bao la biển cả khó hơn. Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành. Vật ăn uống mẹ dành con đó, sản phẩm do mẹ quá tạo ra. Cần đài mạo áo phù qua ba tiền vật dụng hiện ra ngày. Mẹ chẳng thấy một ai lòng tường thân y màu xanh ban thưởng khắp nơi. Vật chi chẳng xót trên đời mẫu không nghe có một lời nhớ thương. Trong vũ trụ tuần hoàn tạo quá do mẫu xanh đi ra địa quả cầu. Biến thành sao ngã luân hồi biết bao sáng ni vật qua màu tốt xinh. Kẻ thế đâu rõ tình thân màu dầu hoàng thiên khó nổi sanh nên. Trên trời mưa đổ từng cơn dưới đất mẹ quá quyền trên phép màu. Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ ngộ cốc dành quá độ nhân sanh. Có cây tươi tốt hương thanh địa châu thấm giọt mưa lạnh phì nhiêu. Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết bao tinh vi xương tiết nghi giá băng. Đài mây gươm tụ
gặp luồng quang điện biến tan mây liền. Mưa tuôn xuống trần miền tỏ khắp, cô rồng kia ẩn nấp ngàn sông. Lạnh phần dần chuyển gió đông, mẹ triền quán giỏ hô phong ưng hầu. Cô rồng kia xứ nào chẳng có, ẩn biển sâu làm gió chuyển mây. Điều gió lạnh mẹ phán bài, ơn trên chiếu triệu giám rầy rẫy đâu. Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất, mẹ dưỡng nuôi âm chất hoàng khai. Nhọc nhằn chẳng quản đắng cay, điển quy quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh. Chốn dương trần con lành tỏ hương, bao nhiệm màu mẹ thượng hồng ân. Tất cả do lệnh màu hoàng, công dài chẳng thấy người trần ghi tâm. Mẹ thương con giả thầm đau thắt, chẳng bao giờ nhắm mi mắt nghỉ đâu. Điện quang nếu mẹ rút thâu, càng khôn vũ trụ địa cầu tiêu tan. Khi ca ngao trở ngang dùng dây, thiên địa đành chịu phải ra đôi. Dương trần như thể bèo trôi, cánh trời trống rỗng thám mưa sầu nán tay. Ngoài càng khôn như lai tạm ẩn, chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tinh. Từ vua chúa đến quân binh, sẽ đều tận diệt nhân sinh điều tàn. Phương hương dành tiêu tan tất cả, như ở trong lòa quả bị tiêu. Muôn loài vạn vật bao nhiêu, phải đành chịu cảnh đi hoành hiu khổ sầu. Mẹ phán truyền châu cao quý, ai sưu tầm diệt lý quang minh. Tâm thành khảo sát chân kinh, thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành. Từ tôn chiêu điển lành ban phước, sắc lệnh phê người được hiển vinh. Phi tài quyền diệu cao minh, mẫu tự giáng bút ngọc linh kỳ truyền.
nhập vào kẻ tâm hiền sáng suốt. Chân khí như ánh đi đuốc thiên nhiên, mẫu cho phản bóng hoàng nguyên. Chân thần đúng y hoạt sức liền chẳng sai. Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tâm, gắn tu tâm hưởng cảnh thượng đài. Khai tâm dung chuyển đạo ngay, lý chân thông hiểu chớ rài bỏ qua. Cần quán tưởng sâu xa kinh mẫu, chớ khoe tài nông nổi mà chi. Chân kinh lĩnh mẹ chớ bày quần thần nghề dân y võ chẳng ghi lời vàng. Đại từ tôn mẫu hoàng cao cả, ân đức dài dông ngã đành sao. Tao nhân mặt khách anh hào, nông thương công sợ nở nào lãng ngơ. Không đền đáp tôn thờ cung cảnh, nở vô tâm y chẳng y kính y mẫu hiền thâm sâu nghĩa cả thiên liêng. Đánh lòng bò hy bả chân truyền lời châu, chánh y pháp đạo nhiệm màu ai rõ. Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi, phụ ân từ mẫu diêu trì đỏ đài muôn kiếp chẳng hư thì tái sanh. Muốn biết rõ tánh danh Phật mẫu, hãy lắng nghe lời mẫu phân rằng. Lão bà hỗn độn quá xanh, thở còn mù mịt trượt thanh chưa tường. Thiên địa chia âm dương chân khi, thập nhị muôn niên kỷ gian lâm. Tuổi thọ 9600, thời gian sức thế khổ tâm mi nhọc nhằn. Muôn ngàn năm khuyên răng dạy dỗ, ngài biệt ly diệt độ chẳng ngờ. Mẫu hoàng từ giả con thơ, quá thân chớp nhán phút giờ chia tay. Hư không ngự mây đài thượng cõi, điện quang minh chiếu rọi khắp nơi. Quyền di biến qua chẳng đời, truyền kinh y châu ngọc bao lời thiết tha. Chẳng thấy ai lệ xa nhớ mẹ, chốn trần gian gợi nỗi nhớ thương. Ngữ thuyền lướt sóng trùng dương, nào ai để dạ dấn dương lòng sầu. Mẹ thương con chẳng câu phiền trách, lòng ước mong quyết mạch trùng phòng. Sớm về điện ngọc diêu cung con lành, cố gắng hiếu trung tu hiền. Hội Tý Sửu khai thiên tịch địa, dạng sự thành hiếu nghĩa di tiên. Chân kinh Phật mẫu diệu quyền, hơn 180 câu khuyên sanh đời. Tâm thành ghi lại chân kinh, để truyền linh
ni tử gần xa tu hiền. Chân kinh ni địa mẫu mẹ hiền là công Phật tử dài tâm góp thành. Nguyễn Thị Ngọc sau 19 tuổi, Quỳnh Thị Quân tuổi sau 13. Thị đẹp con mẹ họ Quỳnh, Thị nhiều con trẻ họ Lâm góp phần. Nguyễn Hoàng Thanh Mai Thị Tinh, vợ với chồng trên dưới hiệp tâm, Gò Vấp ở chốn Xài Thành. Ngày nay công đức ghi kinh lưu truyền, Phan Thị Hồng người ở Hàm Tân, Hà Thị Mỹ Lệ Trần Ngọc Bích ở xứ Cần Thơ. Ngày nay một và góp trong gia đình, Hội Miễu Tây An Phùng Thị Ngọc Bích, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Hồ Hoàng Dân, Dương Thị Mỹ Châu, Nguyễn Hữu Phước. Người Trần nay đã phát tâm lập mi nên hội yên quê viên, cõi trần lũ kinh địa mẫu chân kinh, Bổ Long soạn giả trong đồng viết nên, Minh Duyên Huệ Nhân Hòa Kinh hiệp trong linh tử thành tâm đạo màu. Cầu lĩnh mẹ diêu trì thượng cảnh, nguyện tam tòa thánh ni mẫu độ an. Lại thầy ở chốn phổ minh, giác linh phù trợ tử linh an nhàn. Người công quả lập rồi phước đức, đổ gia đình trên dưới viên niên, đổ cho chồng vợ thuận yên, đổ cho con dạy ngoan hiền. Từ đây chữ tài phúc lộc mẹ ban sở cầu như ý, lời con nguyện cầu. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Bộ kinh khuyên đời tu niệm phần thứ 23 với chủ đề Địa mẫu chân kinh do Hội Miễu Tây A, cô Bảy Long An, cô Chính Cần Thơ cùng nam nữ Phật tử đã phát tâm ấn tống đến đây được thập phần viên mãn. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức, chư linh tử, quý thiện tri thức gần xa đón nhận bộ kinh này như một phần quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Với lời ý thô thiện, không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong quý thiện tri thức, quý chư tôn đức cùng quý vị linh tử gần xa niệm tình quan hỷ cho. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.